chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng thật tốn sức. Mình nóng lòng ra biển lắm rồi nha. Mình tới đây. Hơi nặng rồi. Có lẽ mình không nên mang máy sấy theo, hay túi trang điểm làm đồ nặng thêm nhỉ? Ô không, Betty, sao bạn chui vô được đây? Mình thấp đến nỗi mình có thể ở bất cứ đâu mà, ngay cả trong ba lô. Mình xong rồi, đi chưa nào? Đúng rồi, Nicky có thể làm thế mà. Điều gì sẽ giúp tâm trạng hứng khởi trong kỳ nghỉ đây? Tất nhiên là mua sắm rồi. Betty nhìn nè. Nhưng bạn cô không cần kính lúc này. Cô cần áo phao cơ. Gian hàng cho trẻ em thì có sao chứ? Cô thấp bé mà. Và Nicky đang hồi tưởng về thời thơ ấu. Phao chú vịt không vừa người của nàng, nhưng dễ thương mà ha. Kỳ nghỉ của bọn mình sẽ tốt hơn với phao này đó. Đúng rồi, mình suýt quên mất tấm phao nệm. Đúng thứ mình cần. Nicky, bạn sẵn sàng chưa? Đi nào. Hai người bạn ra tới biển rồi. Nicky bị tấm phao đuổi theo ư? Đó là Betty. Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn mua đồ không đúng kích cỡ. Thư giãn nào. Bọn mình cần có dù nè. Hai người bạn có hai chiếc. Giờ ánh nắng sẽ không làm phiền họ nữa. Nhưng mà Betty tính lộn kích cỡ rồi. Không sao cả. Cô thấp đến nỗi cô có thể ngồi che nắng dưới chiếc dù bình thường. Ngay cả hồ bơi cũng quá sâu với Betty. Nhưng ở đây là cả biển rộng. Nhưng sao bạn có thể bơi khi nước chỉ tới đầu gối chứ? Nhưng Betty thấy an toàn hơn khi ở vùng nước cạn. Bạn muốn làm gì cũng được, nhưng mình ra xa hơn đây. Họ sẽ phải giữ khoảng cách trong nước thôi. Hai người bạn quên quy tắc an toàn trên biển rồi kìa. Hãy chú ý. Có trộm ở khắp mọi nơi nha. Thứ quý giá duy nhất ở đây chính là phao vịt. Nhưng cũng được, cũng không tệ mà. Nicky, Nicky à, bọn mình bị trộm đồ rồi kìa. Nhìn kìa, giờ bọn mình không thể tóm hắn. Đừng hoảng loạn Betty. Nicky có đôi chân dài là có lý do cả. Ra khỏi đây ngay. Và đừng quên trả lại chú vịt nha. Cô ở ngay bên kia biển thì trong vài giây thôi. Hoan hô Nicky. Đến lúc ăn vặt rồi nè. Nicky à, mình ngay đây nè. Thưởng thức bữa ăn nha. Cảm ơn, mình đoán thế. Nhưng mình thích bánh sandwich to hơn. Đợi mình lát nha. Thế này thì sao? Wow, tốt hơn rồi đó. Giờ Nicky có thể làm bánh sandwich riêng cho mình rồi. Bạn gái cao ráo cần món ăn vặt cỡ lớn. Và Betty thấy ổn với bữa trưa nhỏ xíu này. Khi bơi lội và tắm nắng trở nên nhàm chán, đến lúc chơi bóng rồi. Nicky ném bóng quá cao rồi kìa. Hôm nay ai đó phải chạy nhiều đây. Mình tới đây. Truyền đi. Mình bắt được. Mình bắt được rồi. Ồ không, lại nữa. Không được rồi. Bọn mình sẽ phải làm cho bạn thấp xuống. Được không nào? Giờ Nicky và Betty có cùng chiều cao rồi đó. Công bằng nha. Xứng đáng với người bạn tí hon của mình. Chụp ảnh tự sướng thôi nào. Và Nicky phải điều chỉnh chiều cao của bạn mình như thường lệ. Nhưng không ai quan tâm đến những bức ảnh trên biển tầm thường nữa đâu. Bọn mình phải sáng tạo lên. Di chuyển ra xa đi. Betty, với chiều cao của bạn, bọn mình có thể chụp nhiều tấm đẹp lắm đó. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu buổi chụp hình nha. Betty trông bé xíu xiu từ đằng xa kìa. Và có thể thỏa sức tưởng tượng nữa nha. Khá ngầu nhỉ. Thử lại lần nữa không? Bạn không thể cho những tấm hình này là tầm thường đâu. Hai người bạn còn chọn thuyền theo kích cỡ nữa cơ. Ok, mình cần thứ gì rắn chắc một chút. Giống như mình vậy nè. Thuyền này cũng ổn đó. Và Nicky lên đúng con thuyền dành cho cô. Con thuyền to nhất thế giới. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Giờ đua thôi nào. Nicky có đôi chân cực kỳ dài, nên cô đạp nhanh hơn mà. Nhưng thuyền bé của Betty thì nhẹ hơn. Cô đạp quá nhanh để theo kịp. Xích quá. Mình không có quen bị thua. Chỉ vì bạn cao không có nghĩa là bạn nhanh hơn đâu nha. Betty muốn bày tỏ tình cảm của mình với chàng trai này từ rất lâu rồi. Hy vọng Michael thích bất ngờ này ha. Mình chỉ cần anh nhìn xuống từ cửa sổ thôi. Sỏi đá. Tốt đó.
Michael ra đi nào. Hoàng tử của bọn mình đây rồi. Em ở đây nè Michael. Nhưng Michael không để ý Betty tí nào cả. Thật tàn nhẫn. Đưa cho mình nào Betty. Bọn mình phải giúp bạn ấy thôi. Giờ bọn mình sẽ gửi thư tình đến tận tay của anh ta. Tầng 2 à, dễ thôi mà. May mắn thật. Mình là thần tình yêu riêng của bạn. Mình có thư cho bạn nè. Nhưng hoàng tử thời nay không lãng mạn chút nào. Và thế là Nicky không thành công rồi. Anh ấy không hợp với bạn đâu bạn yêu à. Kem chống nắng rất quan trọng à nha. Hãy bắt đầu bảo vệ bản thân của bạn đi. Nicky thì cao nên cô cần rất nhiều kem chống nắng. Bôi thêm nữa đi, đừng ngại mà. Thấp bé thật là tuyệt. Vấn đề là Nicky hết kem rồi. Và giờ cô không còn thời gian để bôi lên chân cô nữa. Cho mình mượn được không? Giờ mình đã hiểu tại sao Nicky mang cả vali kem dưỡng theo người. Và lọ này chuẩn bị vứt đi được rồi đó. Kế hoạch hôm nay là đi dạo trong công viên. Betty hoàn toàn bất ngờ. Bạn đang làm gì thế? Đúng là thảm họa mà. Betty bị cuốn vào diều mất rồi. Và vì vài lý do mà nó không bay lên được. Thôi nào, không có tác dụng đâu. Bạn không thể thả diều với chiều cao của Betty. Nicky ngay đây rồi. Phổi cô rất là lớn đó nha. Bạn sẵn sàng chưa? Bay đi nào. Yay, nó bay rồi kìa. Thổi đi Nicky, thổi đi. Bọn mình sẽ thổi diều lên tận trời cao. Người thấp bé thật khó để tìm mà, nhưng rất dễ đánh mất. Betty à, bạn đâu rồi? Sao bạn lại hét? Mình ngay đây mà. Betty, mình lo lắng lắm á. Và bạn lúc nào cũng chạy lung tung hà. Mình có ý này nè, quay lại đây. Kiểu tóc mới thì sao nào? Tốt hơn rồi đó. Giờ mình không gặp khó khăn trong việc kiếm bạn trong đám đông nữa rồi. Đây không phải là kiểu tóc đi biển mà Betty muốn. Nhưng nó làm Nicky thấy tốt hơn thì không sao cả. Chân dài và chân ngắn không thể đi cùng lúc được. Trong khi Nicky đi chậm và thưởng thức khung cảnh, Betty đang phải chạy marathon. Nhanh nào bạn yêu. Mình đang cố đây nè. Mình hết sức rồi. Thế này thì sao? Mình tới với bạn đây Nicky. Phương tiện giao thông cá nhân thông minh đó nha. Nào nào đi thôi. Có nhiều thứ phải làm lắm á. Nhưng ngay cả khi Nicky cũng cần nghỉ mệt nữa. Sao mình không ngồi xuống một lúc nhỉ? Betty lại đây nè. Nhìn đi, ghế này như được làm ra cho mình á. Mình muốn lắm Nicky. Nhưng sao mình leo lên được chiếc ghế khổng lồ này bây giờ? Mình sẽ thử. Lần đầu thất bại rồi. Nếu mình chạy lấy đà thì sao? Một chút nữa. Một chút nữa thôi. Betty là người leo núi bẩm sinh. Nhưng không có cách nào giúp cô leo lên núi này cả. Giúp mình được chứ? Xin lỗi nha. Đưa tay đây nào. Khó thật đó. Betty vui thật nha. Thêm lại nè. Nhưng cô không muốn cười cho lắm. Ok, không còn ghế cao nữa. Các bạn có thích video của bọn mình không nào? Bạn có bạn nào cực kỳ cao hay cực kỳ thấp không? Cho bọn mình biết dưới phần bình luận nha. Và đừng quên thích video này của chúng mình, đăng ký kênh của bọn mình và đừng quên nhấp vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video về tình bạn và thú vị hơn trên kênh Trum Trum Wow nha.